Ngọc Lục xin mến chào tất cả các bạn, anh chị em, cô chú bác, bà con ở Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới. Ngày hôm nay thì là chiều thứ tư 12 tây tháng 2 2020. Giờ hiện tại của Sydney thì khoảng 4 giờ 40 chiều. Ở Việt Nam thì đi trước đó, xin lỗi đi sau đó 4 tiếng ha anh chị em ha. Việt Nam khoảng 12 giờ 40 hả? Dạ, Ngọc Lục xin chào người bạn đầu tiên là Bốn Xí. Ngọc Lục có khoảng thời gian 10 phút ha, 10 phút mình chia sẻ chút xíu. Sau khi mình đọc lướt qua những cái tin tức ở trên Facebook đó thì mình thấy được là Đảng Cộng sản Việt Nam, cái nhà cầm quyền, những người lãnh đạo họ vô cùng láo toét với nhân dân, họ vô cùng thiếu trách nhiệm với người dân của chúng ta bằng cách là đưa những cái tin không có thật. Cái đó là chuyện thứ nhất. Và thứ hai đó là họ tệ hại hơn nữa là họ còn đi lường gạt cái sự tin tưởng của những người dân chân chất, những em bé, những người phụ huynh đã bỏ tiền đóng góp vô cái nhà trường để mà đưa con em của họ đến trường học được những cái điều hay, những điều lẽ phải. Thì tất cả đương nhiên những người phụ huynh ai cũng muốn như vậy. Tuy nhiên sau 2 tuần được nghỉ, sau 2 tuần được nghỉ để mà chống cái nạn dịch Vũ Hán thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đã đưa ra thêm những cái tin tức, chẳng hạn như là Thành Hồ ngày hôm nay đã không còn những cái ca nhiễm coronavirus. Để làm chi anh chị em? Là để cho các phụ huynh tin tưởng vô cái nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam này, tin tưởng vô cái sự lãnh đạo của họ mà đưa con em của mình trở về trường đầu tuần sau 17 tháng 2. Đó là quyền của các phụ huynh ha. Huynh có quyền giữ con em mình ở nhà tiếp tục hoặc là đưa con em mình trở lại trường theo như cái lời kêu gọi của nhà trường. Mình không nghĩ là họ có những cái quyền hạn tuyệt đối, quyền lợi tuyệt đối để mà ngăn cản những người phụ huynh không cho con em đến trường. Với tư cách là một phụ huynh của những đứa con nhỏ thì mình cảm thấy cái quyền lợi của con của mình, quyền lợi của mình và cái tiếng nói của mình nó rất là quan trọng trong vấn đề này. Mình có thể cập nhật tin tức, tìm hiểu tình hình và xem xét rằng những cái gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam bấy lâu nay đưa tin tức nó có thành thật hay không, nó có chính xác hay không, để mà chúng ta nhận định rằng có tiếp tục giữ con em của mình ở nhà hay là đưa con em mình trở lại trường để rồi có thể cơ hội có thể bị lây lan, bị lây nhiễm những cái mình kêu là cái symptom, những cái triệu chứng bệnh của những người khác mà mình không biết đó là từ đâu. Và Ngọc Lục xin mến chào tất cả các anh chị em vừa vào diễn đàn nha. Dạ, Ngọc mến chào anh Tân Thái. Dạ, cảm ơn anh Tân Thái share hả. Ok, thì đó là cái quyền của mình anh chị em ha. Thì ở đây Ngọc Lục không có nói là phụ huynh không nên đưa hay là nên đưa, mà mình rất là mong muốn phụ huynh hãy tìm hiểu cho cặn kẽ tình hình ở ngay cái địa phương của mình đang ở đó, có bao nhiêu người có những cái triệu chứng bệnh đó và có bao nhiêu người đã bị bệnh rồi, hay là anh chị em đã có nhiều cái tin tức hay chưa, hay là tất cả những cái tin tức xung quanh của mình nó đều bị che lấp hết, hay là đều bị coi như là cái nơi mà các bạn cư ngụ đó che giấu hết, mà mình không có khả năng nào biết được một cái tin tức gì chính xác về cái tình hình hiện tại của bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán hay không. Trên mạng xã hội này đó thì Ngọc Lục thấy rất là nhiều tin tức, thì đa số là những tin tức mà nó không có hay. Mình phải nói là không có hay, mà thật sự là cái tình hình nó không có hay khi mà mình nhìn thẳng về bên Trung Quốc, về bên Vũ Hán hay là tất cả những cái nơi trên thế giới. Bất cứ nơi nào, đất nước nào cũng đều có những ca nhiễm mà họ vẫn còn đang theo dõi, vẫn còn đang tiếp tục tìm hiểu. Chỉ trừ có đất nước Việt Nam có thể ngang hiên lên báo Việt Nam Express để nói với người dân rằng là thành phố Hồ Chí Minh, mình nói theo nguyên văn đấy ha, mình biết là có nhiều bạn rất là dị ứng, không có thích dùng cái chữ thành phố Hồ Chí Minh và yêu cầu là mình nên dùng chữ Sài Gòn, dạ, nên dùng chữ Sài Gòn khi mà nói về cái thành phố thân thương đó.
Nhưng mà theo nguyên văn của cái bài báo Việt Nam Express đó, thì họ nói là thành phố Hồ Chí Minh không còn ca nghi nhiễm corona, virus corona nữa. Tin hay không là quyền của bạn, nhưng mà đối Ngọc Lục, bản thân Ngọc Lục thì Ngọc Lục hoàn toàn không có tin tưởng cái chuyện đó. Lý do là tại vì 29 người mà vừa được cái chuyên cơ của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa về hôm thứ Hai 10 tháng 2 đó, hôm nay mới có 2 ngày thôi anh chị em, làm gì mà họ có cái khả năng để mà khả năng, kỹ năng hay là những cái phương cách để mà tìm hiểu là những người này hoàn toàn không có bị nhiễm bệnh, chưa có qua thời kỳ cách ly 14 ngày ít nhất thời gian, mà bây giờ họ có thể thông báo lên trên báo chí là thành phố Hồ Chí Minh mình lặp lại cái tên đó, mà mặc dù là có nhiều bạn không có thích nghe cái chữ đó ha, không có còn hai chị giữ gìn sức khỏe và cảm ơn Trang Phan. Thì Ngọc Lục thấy là đó là những cái tin láo toét của một cái nhà lãnh đạo một đất nước hơn 90 triệu dân. Cho nên chúng ta ở đây rất cần những cái sự sáng suốt, minh bạch của những người dân, minh bạch của ở một cái nhà lãnh đạo mình kêu là chính phủ, và những cái sự sáng suốt của những người dân từng cá nhân. Và chúng ta nên có một cái trách nhiệm là đưa tin thật và để hướng dẫn người dân như thế nào, họ có nên trở lại trường hay không, và trong cái tình trạng như thế nào, có những cái gì để mà bảo đảm được những cái hoàn cảnh của những đứa em đó sau khi trở về trường. Dạ, như là mình có nghe tin hai cái bệnh viện mà dã chiến vừa được khai trương ở Sài Gòn ngày 10 tháng 2 đó, mới đây 2 ngày đó anh chị em. Thì Ngọc Lục cũng có nghe một người diễn đàn, làm diễn đàn ở trong nước đó, cũng lên nói thay cho đảng dùm là cái những cái nhà thương dã chiến đó, những cái bệnh viện dã chiến đó là được dựng lên là để rước những cái người dân Việt Nam mà đang còn kẹt lại ở bên Vũ Hán đó, sắp trở về, cho nên mới xây lên những cái bệnh viện dã chiến đó. Mình không biết là có thật sự có đúng vậy hay không, nhưng mà cái chuyến chuyên cơ của đảng thì chứng minh rằng đó họ chỉ rước có dọn dẹp 29 người mà thôi, còn bao nhiêu trăm người còn sót lại thì mình không biết là họ có những cái khả năng gì để mà thương lượng, để mà đàn áp hay là để mà bắt buộc nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc phải trả lại những người công dân của đất nước Việt trở về Việt Nam. Và Ngọc Lục cũng không có tin rằng ha, Ngọc Lục nhấn mạnh một chữ là mình cũng không có tin rằng đó là một cái lý do mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay vẫn không có đóng cửa khẩu Việt Trung như những lời người trong nước đưa tin nói ra, là họ hiểu là lãnh đạo của họ không có đóng cửa khẩu Việt Trung đó là vì họ cần phải cứu những người dân đang còn làm việc hay đang còn kẹt ở bên Vũ Hán Trung Quốc. Một khi mà họ đóng cửa rồi đó thì những người đó sẽ bị vĩnh viễn không có trở về nước nữa, và đó là một cái việc làm vô nhân đạo của một nhà cầm quyền. Cho nên dù cho chúng ta có nói xuyên nói tạc hay là có trách móc họ làm những cái điều sai trái gì đó nữa, thì mình cũng phải xem xét lại là có những cái việc làm họ làm đúng. Nhưng mà lần này á, Ngọc Lục nghĩ là nhà lãnh đạo cầm quyền Cộng sản Việt Nam không phải vì lợi ích của người dân, không phải vì lợi ích của mấy trăm người ở bên người dân Việt còn kẹt ở bên Vũ Hán Trung Quốc mà họ không có đóng cửa khẩu. Họ không có đóng cửa khẩu là tại vì họ có một cái sự ràng buộc, một cái lời hứa hẹn và một cái hiệp ước nào với ký kết với nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc, cho nên họ không thể nào một sớm một chiều mà đóng cửa khẩu trong khi không có sự đồng thuận của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc. Cho nên mình cũng mong rằng là những anh chị em ở trong nước làm diễn đàn cũng đừng có đưa những cái tin tức sai lệch như vậy, cố ý hay là không cố ý, mà muốn che lấp đi hay là muốn ngụy biện hay là muốn biện hộ cho những cái hành động sai trái của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Mình hoàn toàn không có đồng ý với những người tự cho mình là tranh đấu hay là lên tiếng cho dân chủ, lên tiếng cho những người dân đang còn sống ở trong đất nước Việt Nam, nhưng mà lại có những cái suy nghĩ hết sức là lệch lạc, binh vực và ngụy biện cho những người lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam trong nước, để nói với người dân rằng đó là những gì mà họ đang làm đó là về quyền lợi của một số ít người đang còn kẹt lại ở bên Trung Quốc, Vũ Hán
và chưa thể trở về nước tại vì nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc không có chịu chẳng hạn như những cái điều kiện hay là những cái viện trợ mà Cộng sản Việt Nam cung cấp bấy lâu nay, chẳng hạn như họ viện trợ nào là 500.000 đô Mỹ là nửa triệu ha, là họ viện trợ 36 tấn khẩu trang, và họ còn có rất là nhiều viện trợ khác nữa, nhưng mà biết bao nhiêu viện trợ đó mà vẫn chưa có đủ thỏa mãn cái sự ham muốn của một nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc để mà trả lại những người dân Việt đang còn phải kẹt lại ở bên đất nước Vũ Hán Trung Quốc. Thì tại vì thời gian nó cũng không có cho phép, cho nên Ngọc Lục cũng muốn xin tóm tắt lại ba cái vấn đề mà mình muốn nói, đó là mình không có tin là những người lãnh đạo ở trong đất nước Việt Nam họ còn một cái lương tâm, cái lương tri mà suy nghĩ cho lợi ích của người dân. Thứ nhất là người dân trong nước, và thứ hai là người dân vẫn còn kẹt lại ở bên Trung Quốc. Nhưng mà nếu mà mình nói là đem ra mà đông đo, cân đo mà so lường đó, thì mình vẫn thấy là những cái quyền lợi của 90 triệu dân trong đất nước Việt Nam nó phải hơn những người dân mấy trăm người, khoảng 200-300 người dân ở còn kẹt lại bên Vũ Hán. Việc mà đóng cửa khẩu Việt Trung á, là một việc nên làm để mà bảo vệ quyền lợi của 90 triệu dân trong nước chưa bị nhiễm, chưa bị bệnh, chưa có cơ hội mà tiếp xúc với người Trung Quốc. Nhưng mà cả tháng nay, đây là tuần thứ 3, hình như là đúng 3 tuần Ngọc Lục mới trở lại livestream lần đầu tiên, thì mình hay tin cái tình trạng mà bệnh nhiễm Vũ Hán này á, thì mình có làm một cái livestream cũng ngắn thôi, mình kêu gọi đó là mình nghĩ là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cần phải nên đóng cửa cửa khẩu Việt Trung ngay lập tức để mà ngăn chặn những cái sự lây lan này đến cho 90 triệu dân. Còn cái việc mà di tản những người dân Việt còn đang kẹt lại ở bên Vũ Hán Trung Quốc, đó là một việc cũng vô cùng cần thiết phải làm giữa hai cái quốc gia với nhau. Tuy nhiên, mình không thể nào ràng buộc gì chuyện đó mà tôi không thể đóng cửa khẩu để rồi 90 triệu dân của tôi vẫn còn tiếp tục hàng ngày nhận vào những người từ bên Vũ Hán Trung Quốc mà mình không biết là những người này họ có bị nhiễm bệnh hay không, rồi có lây lan cho những người dân mình hay không. Cho nên á, cách tốt nhất là tại sao mình không có ngăn ngừa trước khi mọi chuyện nó xảy ra, và mình chỉ lại nhìn lại một cái lợi ích nhỏ, đó là cứ cho Trung Quốc họ vào thả vàng đi, để mình có quyền thương lượng, negotiate thương lượng với họ để mình di dời những người dân trong những người công dân của mình á, trở về nước an toàn. Những người đó trở về nước các bạn cũng phải cách ly đúng không, các bạn cũng phải xem xét lại là những người đó có bị nhiễm hay không trước khi mà cho trở vào đất nước Việt Nam sinh hoạt một cách bình thường, chứ không thể nào trong vòng 1-2 ngày mà mình có thể xác định rõ ràng là những người này không còn bị nhiễm gì hết. Bây giờ thành hồ hoàn toàn không còn ca nhiễm nào để mà gây ảnh hưởng hay mà để mà lo lắng cho những người phụ huynh hay là những người em học sinh. Cho nên các em có thể tự nhiên đến trường ngày 17 tháng 2 này nhé. Ngọc Lục chỉ mong là những vị phụ huynh nào đó, tất cả các vị phụ huynh của các em học sinh ở bên Việt Nam đó, nên quan sát tình hình kỹ càng hơn ở những cái nơi địa phương của các chị đang ở ha. Tại vì có thể là ở miền quê, miền xa không có những người, nhiều người Trung Quốc, như là những công ty lớn ở Sài Gòn có rất là nhiều người Trung Quốc, hay là ở ngoài Đà Nẵng, Huế hoặc là Nha Trang. Cho nên cái đó là cái sự mình kêu là quan sát tình hình của các vị phụ huynh mà thôi. Mình cũng không thể nào nói dùm hay nói thay là các bạn nên làm hay là không nên làm. Dạ, thì dạ, mến chào anh Hiệp vừa vào diễn đàn ạ. Thì cho Ngọc Lục kết thúc lại cái diễn đàn ở đây, là Ngọc Lục không có tin những gì mà Cộng sản Việt Nam làm, và Ngọc Lục cũng không có tin những cái lời biện hộ, biện minh của những anh chị em làm diễn đàn trong nước, cố tình hay là vô ý, hay là muốn biện minh cho cái việc làm của cái nhà cầm quyền hiện nay trong cái đất nước mà họ đang sinh sống. Họ có cái lý do riêng gì đó mà họ phải làm như vậy, nhưng mà
Ở đây mình muốn nói là mình hoàn toàn không có tin cái việc làm của những cái ông bà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam ha. Thứ nhất là mình thấy là đó ông Nguyễn Trọng tự nhiên quên mất tiêu rồi. Nguyễn Phú Trọng, xin lỗi quý vị. Nguyễn Phú Trọng là ông ta không có hề trực tiếp ha lên đài hay là tiếp kiến với dân để mà nói về những cái tình hình đất nước hiện tại ông ta phải xử lý như thế nào. Và mỗi khi mà đất nước có việc vì mà lâm nguy đó thì chúng ta thấy ông ta là lặn mất tiêu luôn, mất tích 3 tuần nay luôn, không hề thấy mặt. Mà nếu như ông ta có xuất hiện thì chỉ là một vài câu vu vơ, coi chừng thế lực thù địch này, thế lực thù địch nọ, chứ chẳng đưa ra một cái biện pháp nào mà giải quyết cho những người dân hay là cứu nguy những cái tình trạng đang gặp khó khăn ngày hôm nay. Thì ngay cả người chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hay là 400-500 vị đại biểu của Quốc hội Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mình cũng chẳng nghe những vị nào mà có thể lên tiếng đại diện cho tiếng nói của người dân, ra những cái biện pháp nào hợp lý để mà ngăn chặn lại những cái tình trạng của ngày hôm nay. Thái bình đó là điều mà hiện nay chúng nó tích cực làm. Và cảm ơn chú Nguyễn Huệ. Và cho nên thật là mất mặt cho mấy vị mình kêu là dân biểu của một đất nước mà không thể nào mà lên tiếng thay cho những người dân. Nguyễn Phú Trọng là kẻ vô dụng. Và cảm ơn Trịnh Nguyễn. Thật là mất mặt cho một đất nước khi mà có những cái nhà lãnh đạo vô trách nhiệm, vô nhân tính và chỉ biết nghĩ về cái lợi ích, cái quyền lợi của riêng mình và không đặt cái quyền lợi, lợi ích của những người dân ở trên đầu. Mình chỉ chia sẻ cho cái sự mất mát, sự thiếu sót của những người dân ở trong nước. Bất hạnh thay họ phải chịu sống, cam chịu sống dưới cái chế độ cai nghiệt toàn trị của nhà công quyền Cộng sản Việt Nam. Thì ngày hôm nay Ngọc Lục muốn gửi lời đến tất cả các học sinh, đến tất cả các phụ huynh những cái lời chúc chân thành nhất là Ngọc Lục mong là sẽ không có những con em nào hay những em bé nào sẽ bị bệnh sau cái những cái ngày đi học trở lại, và mong rằng sức khỏe của các vị hãy chăm sóc sức khỏe của mình cho thật tốt. Nếu được thì hãy mang khẩu trang, nếu được thì phải rửa tay thường xuyên, và nếu được thì mang trong người những cái thuốc rửa tay mà nó làm cho mình khô liền đó, mình chế vô, nó kêu là hand sanitizer đó, mình chế vô mình chà là mình có thể khử trùng mà mình không có cần nước. Nếu mà mình đi qua ngoài đường mình không có cần nước. Và Ngọc Lục và Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ biết cướp giật tài sản của nhân dân chứ có lo gì cho nhân dân đâu. Và phải, nhưng mà tại vì vẫn còn có một số người nhìn theo một cái chiều hướng khác là Đảng Cộng sản Việt Nam còn đang lo cho những người dân kẹt lại ở bên Vũ Hán đó, cho nên Ngọc Lục mới làm cái diễn đàn ngày hôm nay đó. Là mình không có tin là họ vì những người đang kẹt lại ở bên Vũ Hán, có thể là họ vì một số người nào, một số người nhỏ nào còn đang kẹt bên Vũ Hán là tại vì họ là những người bà con thân thuộc hay là trong dòng tộc gì của họ hay là những người đảng viên gì đó mình không có biết ha. Dạ yeah. Ok, cũng Ngọc Lục cũng tới giờ rồi. Vậy Ngọc Lục xin mến chào tất cả các anh chị em, mình hẹn lại ở cái diễn đàn sau nha. Cũng cảm ơn Facebook là ngày hôm nay anh chị em thấy rất là dễ dàng không, chỉ trong tích tắc thì mình có thể thấy nhau và nghe tiếng nói của nhau qua cái diễn đàn Facebook này rồi. Mến chào và mến chúc tất cả các anh chị em một ngày còn lại tuyệt vời. Dạ yeah, hạnh phúc. Dạ yeah, xin chào nha anh chị em.